Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đến với kênh của mình Mèo Thắng. Mình làm những video về sức khỏe hoặc về đời sống. Và trong video ngày hôm nay mình sẽ trả lời cho các bạn với câu hỏi về việc là khi nào thì cần cắt amidan. Có rất là nhiều bệnh nhân đến với mình và hỏi rằng là: anh ơi, amidan em có cần cắt hay không? Và anh ơi, em muốn cắt amidan xong thì em có đỡ viêm họng hay không? Và đó là những gì mình sẽ nói trong video này. Nào, chúng ta bắt đầu video lần này thôi. Đầu video lần này ấy, thì muốn nói với các bạn là cái tình trạng viêm amidan hay viêm amidan mãn tính hay viêm amidan quá phát ấy gặp rất nhiều, nhất là với một đất nước mà khí hậu thì nhiệt đới gió mùa thay đổi liên tục, rồi không khí môi trường thì vẫn còn đang ô nhiễm như Việt Nam của chúng ta. Thế nên là với bản chất amidan là gì? Amidan là một tổ chức lympho nằm trong họng của chúng ta, nằm ở hai bên khi chúng ta há miệng ra này. Và chức phận của nó là chức phận miễn dịch, có nghĩa là nó nơi sinh ra các tác nhân miễn dịch cho chúng ta, đó là hàng rào bảo vệ ở trong miệng của chúng ta khi chúng ta hít thở, chúng ta uống. Chính vì thế mà người nào bị amidan to thì thường là sẽ gì, sẽ hay bị viêm họng. Nhưng không có nghĩa là amidan to là nguyên nhân bị viêm họng, mà ngược lại, khi bạn bị viêm họng mãn tính, viêm họng thường xuyên, viêm mũi họng thường xuyên, viêm đường hô hấp trên thường xuyên thì amidan của bạn sẽ to lên. Đấy, có nghĩa là cũng tương tự, mình có video về viêm họng hạt ở góc này, các bạn có xem. Có nghĩa là viêm amidan rồi quá phát amidan là hậu quả của viêm mũi họng chứ không phải là nguyên nhân gây ra viêm mũi họng ở giai đoạn đầu. Nhưng amidan nó có một đặc điểm, đó là khi nó quá phát lên thì ở amidan lại tạo ra những hang, những hốc có thể là nơi trú ẩn của vi khuẩn, và nó sẽ biến thành tác nhân gây viêm khi mà nó quá lớn. Khi mà vi khuẩn ở đó phát triển lên thì ngược lại amidan có thể gây ra là nguyên nhân gây viêm cho các bạn. Chính vì thế, thế có cần phải cắt amidan không? Thì đây là một thứ mà rất là nhiều người cứ bảo ở ngoài kia. Người này bảo em cắt amidan, rồi đi khám bác sĩ khác lại bảo em không cần cắt amidan. Thế thì rốt cục có cần cắt amidan hay không? Thì để cắt amidan chúng ta phải dựa vào rất là nhiều yếu tố. Thứ nhất, đó là tuổi. Tại vì sao? Vì ví dụ nếu các bạn cắt amidan ở trẻ rất nhỏ, thì cái chức phận miễn dịch của amidan nó bị thiếu đi và có thể trẻ sẽ không có được các chức năng miễn dịch hoàn chỉnh. Đấy, trẻ sẽ ốm nhiều hơn. Chính vì thế cắt amidan ở trẻ nhỏ là một điều cực kỳ cân nhắc, phải có đủ tiêu chuẩn thì mới cắt. Cái số 2, đó là amidan thường được cắt với tình trạng là gây viêm nhiều. Thế thì nhiều người cứ bảo ở viêm họng là viêm amidan. Không các bạn ạ, viêm họng là viêm họng, viêm amidan là viêm amidan. Một đợt viêm amidan nó phải được chẩn đoán đúng là gì? Amidan thì sưng to, bạn có sốt, amidan có chấm mủ và phải điều trị kháng sinh thì mới khỏi, thì đấy mới gọi là một đợt viêm amidan. Thế còn họng bạn đỏ đỏ rát rát viêm viêm tí 2-3 hôm sau tự hết thì đấy không thể gọi là viêm amidan được. Và người ta có tiêu chuẩn hẳn hoi, có nghĩa để chỉ định cắt amidan thì phải theo dõi cái tình trạng viêm amidan của bạn 7 lần trong một năm chẳng hạn thế, à 5 lần trong một năm, hoặc 7 lần trong 2 năm, hoặc 10 lần trong vòng 3 năm liên tiếp, hay nói khác là trung bình là khoảng 3 đến 5 lần một năm bị những tình trạng sốt, sưng đau amidan, amidan có mủ, thì lúc đó mới đủ tiêu chuẩn để cắt amidan vì nguyên nhân gây viêm. Thế còn một cái chỉ định nữa mà có thể cắt amidan, đó là như mình vừa nói ở phía trên, khi amidan quá phát quá lớn thì nó sẽ gây ra chẹn vào đường thở của các bạn và gây ra ngủ ngáy. Ở trẻ con thì tiêu chuẩn cắt amidan ở trẻ con đó là các bạn nhỏ bị ngủ ngáy to và có cơn ngừng thở trong đêm. Ở người lớn thì cắt amidan khi mà ngáy lớn và có những biểu hiện ngừng thở hoặc có những bệnh lý liên quan đến amidan như tăng huyết áp, ngủ không ngon, đêm ngủ tỉnh giấc thì người ta mới đi cắt amidan, chứ không phải là tự nhiên thì mà đi cắt amidan. Đấy, và có một cái nguyên nhân khá là buồn cười một chút, đó là vì viêm amidan tạo ra cái chỗ đó là cái nơi mà vi khuẩn phát triển này, ngoài ra thì còn là thức ăn nó rắp vào, sau đó thì nó lên men tạo ra người ta một cái hơi thở nó không được thơm tho, hơi thở khá là hôi, và người ta cắt amidan vì người ta kém tự tin, người ta thấy hôi miệng. Cắt amidan để giải quyết tình trạng hôi miệng, nên có rất nhiều người hôi miệng không phải do amidan nhé, hôi miệng có thể là do
cái miệng của họ, cái hệ vi sinh vật nó gây ra mùi hôi. Có một cái nguyên nhân dễ gặp hơn, đó là tình trạng trào ngược họng thanh quản. Rất nhiều người bảo trào ngược dạ dày thực quản không, trào lên đến đây phải là tình trạng trào ngược họng thanh quản. Thế nên là khi nào bạn chẩn đoán là trào ngược họng thanh quản thì mình nghĩ đến việc Catamidan, chứ bảo trào ngược dạ dày thực quản thì đừng có nghĩ đến việc Catamidan. Thì đó là những cái mà chúng ta nghĩ rằng là chúng ta nên Catamidan. Thế còn theo quan điểm điều trị của mình thì mình sẽ điều trị cho người ta hết viêm, và nếu mà nó không còn gây ảnh hưởng, không còn sốt, không còn hôi miệng, không còn gây đau nữa thì cũng không cần phải cắt amidan. Vì các bạn nên nhớ rằng là động chạm vào cơ thể, cắt xén bất cứ thứ gì thì đều có nguy cơ hết. Không cắt amidan thì không có làm sao cả, nhưng nếu mà có cắt amidan mà có những biến chứng của phẫu thuật thì sao? Chính vì thế mà đừng có tự ý, hoặc là có rất là nhiều bệnh nhân tự chẩn đoán và đến yêu cầu bác sĩ: anh ơi em muốn cắt amidan, anh cắt cho em. Không các bạn ạ, chúng mình làm là phải dựa trên khoa học, có chứng minh hẳn hoi, có guideline hướng dẫn điều trị hẳn hoi, chứ không làm theo cảm tính. Đó là những gì mình muốn chia sẻ cho các bạn trong video lần này. Nếu các bạn gặp những tình trạng viêm amidan, ngủ ngáy, khó thở hoặc hơi thở hôi thì các bạn có thể đến khám các cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn một cách cụ thể. Xin chào và hẹn gặp lại. Nếu bạn thấy hay thì like, share và subscribe.